Xin chào các bạn, tôi là Thanh, Dr. Thanh Studio. Chắc hẳn các bạn đã nhận ra trên tay tôi là chiếc Fuji X-T100, một chiếc máy ảnh mới của Fuji Film. Tôi đã sử dụng nó một tuần qua và cảm thấy rất là hứng thú. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái điểm mà tôi thích và những điểm cần phải cải thiện của chiếc máy này để cho các bạn có được cái quyết định cho mình về một chiếc máy ảnh đầu tiên. Xin mời các bạn theo tôi. Điểm đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với các bạn đó là kiểu dáng của máy ảnh rất là quan trọng, nhất là với những chiếc dòng khởi điểm chúng ta mang đi du lịch sự kiện thì chúng ta phải cảm thấy trông nó đẹp. Thế thì chiếc Fujifilm này tôi có cảm giác khi mà cầm trên tay nó rất là vững chãi, nó có cảm giác kim loại hơn là nhựa thông thường, và các bạn cũng có thể thấy những cái nút phím xoay bấm nó thực sự là cho mình một cái cảm giác nó tự tin về mặt hình thức rất là nhiều. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn trao đổi với các bạn đó là đây là một chiếc dòng khởi điểm nhưng mà có cái ống ngắm EVF, ống ngắm điện tử. Rất là nhiều bạn sử dụng điện thoại di động thì quen chụp ở một cái tư thế ở xa này. Tuy nhiên trong những cái bối cảnh ví dụ như các bạn thấy nó sáng như thế này, khi mà nhìn vào cái màn hình nó không được rõ nét lắm là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình EVF như là tôi nhìn ở đây, các bạn sẽ thấy rằng là cái toàn bộ cái khung ảnh mình chụp nó bao trùm ở trong cái tâm trí của các bạn và nó giúp cho các bạn có thể bố cục cái hình một cách rất là toàn tâm toàn ý với cái khung hình như vậy. Một cái điểm tiếp theo đó là gì? Đó là cái màn hình xoay lật. Ở đây trong rất là nhiều trường hợp các bạn sẽ phải chụp ở cái góc rất là cao và chúng ta có thể xoay xuống như vậy, và chúng ta có thể chụp con nít, chụp rất là thấp hoặc là quay. Chúng ta có thể xoay lên như vậy và nó cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Ngoài ra thì một xíu nữa đây tôi sẽ quay cho các bạn một cái clip tự sướng của tôi. Chiếc máy ảnh này có thể xoay ra ngoài gần 180 độ để có thể tự sướng một cách rất là thoải mái và dễ dàng. Đấy là những cái vấn đề về bề ngoài, về thẩm mỹ. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ chụp thử để xem cái chất lượng hình của nó như thế nào. Ôi nắng quá bà con ơi, tôi đang đứng ở Landmark 81, một cái địa điểm mới rất là thu hút giới trẻ. Và bây giờ tôi sẽ chụp cái tòa nhà này trong một buổi trưa đầy nắng. Và nếu như mà tôi chụp với một phong cách thông thường thì tôi sẽ để cái máy như vậy chụp, hoặc là chúng tôi nhìn vào cái viewfinder chụp. Ok. Tuy nhiên thì cái kiểu này làm cho tôi ngửa rất là ghê và tôi sẽ tận dụng cái tính năng màn hình xoay của chiếc Fuji X-T100. Nó có thể xoay được rất là nhiều hướng và các bạn thấy là cái việc mà trải nghiệm chụp của tôi rất là thoải mái, không bị quằn quại lăn lộn như là những nhiếp ảnh gia ngày xưa nữa, mà tôi vẫn có thể có được cái hình đẹp. Nhưng mà thôi, để mình kiếm cái bóng râm để mình chụp một vài cái bối cảnh khác. Chúng ta hãy cùng đi tiếp. Và các bạn đang thấy tôi ở dưới chân tòa Landmark 81 và tôi sẽ thực hiện màn vlog, và các bạn sẽ xem là chiếc Fuji X-T100 này chúng ta có thể thực hiện màn vlog như thế nào. Và tôi đi ở một cái tốc độ vừa phải và cảnh rất là đẹp với chiếc ống đi kèm theo đó là chiếc 15-45. Tôi sẽ đi hơi nhanh hơn một chút và tôi sẽ quay một vòng tròn, và khi nào các bạn cảm thấy chóng mặt thì hãy nói với tôi nha. Thật là tuyệt vời, và tôi nghĩ là cái màn hình xoay lật ra ngoài cộng với có một cái jack micro ở đây nó giúp cho các bạn có một cái chất lượng hình cũng như là một chất lượng âm thanh rất tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ qua công viên để có thể kiểm tra thêm về cái chất lượng hình ảnh của chiếc X-T100. Và bây giờ chúng ta sẽ trao đổi một chút xíu về chất lượng hình ảnh. Tôi có thể nói là ở cái định dạng JPEG chuẩn của chiếc X-T100, tôi thực sự là ưng ý về cả về cái hình phong cảnh lẫn về màu da. Ở đây chúng ta cũng thấy là Fujifilm, ngoài cái màu chuẩn Fujifilm gọi là cái màu Provia, thì chúng ta có thể thấy là còn rất là nhiều các cái giả lập màu phim khác, ví dụ như là màu Velvia hay là màu Astia hay là Classic Chrome hay là rất nhiều cái khác nữa mà người ta ưa thích ở cái Fujifilm. Tuy nhiên thì
ngâm định ở cái nút quay này là chúng ta có thể chỉnh được cái màu giả lập. Nhưng mà tôi có thể cho các bạn một cái chiều của tôi này rất là hay. Các bạn hãy chụp RAW cho tôi. Và sau đó ở cái phần xem lại, đây tôi sẽ demo cho các bạn thấy. Ở trong cái phần xem lại, chúng ta có thể vào phần RAW Conversion. Và ở trong phần RAW Conversion này, chúng ta có thể tạo ra các file JPEG với các cái màu phim giả lập khác nhau, không những tạo một mà rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái quyền năng rất là lớn, thay vì chúng ta chọn ra cái màu JPEG giả lập phim ngay từ đầu. Và các bạn có thể xem tiếp theo đây, những cái hình mà tôi chụp ở Nha Trang này, rồi chụp ở trong hội chợ này, chúng ta sẽ thấy được những cái phải nói là những cái màu sắc cũng như là cái độ nét mà tôi rất là ưng ý từ chiếc Fujifilm X-T100. Và các bạn cũng biết là khi mà sở hữu một chiếc máy ảnh có thể thay đổi ống kính thì chúng ta không thể nào mà bị giới hạn chỉ bởi cái ống kính kit kèm theo, mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều ống kính để cho chúng ta những cái phối cảnh chụp rất là khác nhau. Và hệ thống Fuji Mirrorless chúng ta thấy là hàng chục những ống kính thực sự là tuyệt vời. Và tôi đang sử dụng chiếc ống 50-230, đây là cũng là một cái ống kính mà giá cả khá là chấp nhận được để có thể chụp một chút xíu ở rất là xa. Tôi đang ở bờ sông Sài Gòn và tôi lát sẽ thử một vài cái cảnh rất là xa bên kia. Và một cái ứng dụng rất là vui nữa là sử dụng cái ống tele để chúng ta chụp chân dung. Và tôi đã có bạn Lộc rất là dễ thương, xinh xắn để tôi có thể chụp được chân dung. Và bạn Lộc cứ nhìn ra công viên thật là lãng mạn, nhìn ra xa. Và tôi đứng khá là xa để tận dụng cái khả năng xóa phông một chút ít của chiếc ống 50-230 này. Và như tôi có nói với các bạn đó, tức là tôi đã vừa mới đi Nha Trang trong chuyến đi du lịch, và ngày nào tôi cũng chụp và chụp rất là nhiều, hầu như một ngày là đầy thẻ một cái lượng hình đủ để sử dụng. Nhưng mà khi mời về khách sạn thì thường là vẫn còn đến 2-3 cục pin. Và điều đấy làm cho tôi cảm thấy rất là tự tin khi mà có thể sử dụng chiếc X-T100 này trong những cái chuyến đi du lịch nhiều, các bạn cũng không sợ hết pin. Còn một điểm rất là vui nữa, các bạn cũng có thể thấy tôi có một cái cục sạc dự phòng, mà hầu như ai cũng có cục sạc dự phòng kèm theo trong cái thời kỳ mà chúng ta sử dụng smartphone thường xuyên. Và chiếc X-T100 có thể sạc bằng cái sạc dự phòng, và điều này nó làm cho chúng ta loại bỏ hẳn cái nhu cầu phải mua thêm một cục pin nữa trong những cái chuyến đi xa. Chỉ cần buổi trưa hoặc là buổi tối chúng ta về nghỉ, bật cắm sạc lên và cái cục pin của chiếc X-T100 lại được sạc đầy. Các bạn thấy là cái đèn báo sạc đang hoạt động, và tôi có thể chụp, có thể nói là chụp hết thẻ mà không sợ hết pin. Và bây giờ tôi lại có thể chụp tiếp trong cái bối cảnh sông Sài Gòn tuyệt đẹp này. Một cái điểm tiếp theo nữa thì cái việc mà lấy nét AFC là nét liên tục ấy, nó hơi chậm một chút. Đương nhiên khi mà tôi xuất phát điểm từ cái chỗ là một cái người lấy nét rất là nhanh thì cái việc mà lấy hơi chậm thì tôi có thể thấy hơi khó chịu một chút. Nhưng thực ra so với những cái dòng máy khởi điểm bình thường thì nó cũng ở trong mức độ chấp nhận được. Và trong cái hình mà các bạn thấy ở đây, tôi chụp ở cái chế độ chụp liên tiếp thì nó cũng vẫn có thể bắt được một số khung hình ưng ý. Còn cái điểm nhỏ nhỏ nữa là cái độ phản ứng hơi chậm khi mà chúng ta chuyển cái chế độ view mode, tức là chúng ta chuyển chế độ LCD và EVF. Khi mà chúng ta dơ lên EVF thì nó phản ứng hơi chậm. Cho nên nếu như mà chúng ta gọi là
sống hơi chậm một chút thì cũng ok. Và tôi cảm thấy là trong ứng dụng thông thường khi mà dơ lên thì nó chậm cỡ khoảng một phần nào đó của giây, và như vậy thì cũng tạm thời là có thể chấp nhận được ở những cái dòng máy khởi điểm. Qua hơn một tuần sử dụng chiếc Fujifilm X-T100 thì tôi thực sự cảm thấy hài lòng, kể cả về kiểu dáng, về tính năng cũng như là về chất lượng hình ảnh mà nó mang lại. Thế thì chiếc máy X-T100 là để cho ai? Thì nhóm đầu tiên là nhóm những người bắt đầu sử dụng máy ảnh, thì tôi cho rằng các bạn sẽ cảm thấy khá là hài lòng với chất lượng hình ảnh, với sự dễ dàng trong khi thao tác hệ thống màu phim giả lập cũng như là cái kiểu dáng rất là đẹp của nó. Kể cả các bạn có muốn nâng lên một tầm cao mới thì chiếc X-T100 vẫn có thể giúp cho các bạn thao tác rất là nhanh chóng với khẩu tốc ISO được thiết lập trên những cái bánh xe này. Và trong hơn một tuần sử dụng vừa qua, tôi cảm thấy rất là thoải mái. Và nếu như các bạn có thêm một chút tài chính để mua một số những cái ống kính nữa, như là chiếc 50-230 hay là những chiếc 35-1.4 như chiếc này, thì cái trải nghiệm nhiếp ảnh của các bạn sẽ lên một tầm cao mới. Một nhóm thứ hai đó là cái nhóm những người đã có sẵn một hệ thống máy pro, kể cả máy medium format, thì chắc chắn các bạn cũng có một cái nhu cầu có một chiếc máy ảnh nhỏ gọn đẹp để sử dụng trong những chuyến đi du lịch, trong những cái sự kiện mà không muốn có phải hệ thống cồng kềnh nhưng vẫn mang lại được chất lượng ảnh rất là tốt. Thế thì đừng có chần chờ, hãy đi đến những cái showroom hay là thậm chí là qua tôi để mượn những cái hệ thống máy ảnh, để các bạn có thể có những cái trải nghiệm trên tay thực tế, giúp có những cái quyết định mua sắm thực sự là hợp lý. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip.